Giáng sinh sắp đến quý vị. Mùa Giáng sinh thì quý vị cũng biết rồi, khắp nơi thế giới ở đâu người ta cũng là vui đùa. Mặc dù là chúng ta ở Việt Nam hiện nay đang trong tình trạng dịch bệnh, nhưng mà làm những cái món ăn truyền thống chúng ta chắc cũng nên giữ để mà vui với gia đình trong cái lúc mà lo sợ ở bên ngoài. Thì Mạc Lâm ngày hôm nay nấu một món để mà có thể là chúng ta cái đêm Giáng sinh, cái khi mà đêm 24 đó, tháng 12 đó, thì chúng ta ở Việt Nam cũng như ở Mỹ có cái tập tục là ăn Revision. Thì cái Revision thì quý vị có thể nấu bất cứ món gì để tập trung trong gia đình để mừng Chúa Giáng sinh. Thì hôm nay Mạc Lâm sẽ nấu món là bò nấu vang. Tất nhiên là bò nấu với rượu vang mà đúng theo cung cách của Pháp quý vị. Theo Mạc Lâm thấy đó thì ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái phiên bản bò nấu vang theo kiểu của Việt Nam. Có thể là cho tất cả những gia vị nào mà người nấu thích. Nhưng mà Mạc Lâm thì bây giờ muốn nấu lại một cái bản gốc của nó theo cái đúng của cái bò nấu vang của Pháp. Tất nhiên là chúng ta cũng có bò rồi, cũng có những cái loại mà đi theo nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đặc biệt thì chúng ta phải có rượu vang. Đã là bò nấu vang thì chúng ta phải có rượu vang. Và rượu vang đó thì quý vị có thể mua bất cứ cái loại rượu nào mà quý vị thích mà cũng được. Chứ không nhất thiết là phải mắc tiền đâu. Tại vì cái loại rượu vang đó thì nó chủ yếu nó là để lấy cái vị chát cũng như là lấy từ cái vị thơm của trái dâu đó. Thì ở Việt Nam đó chúng ta có, thì Mạc Lâm biết đó, thì có hai loại rượu, đó là loại rượu vang Đà Lạt và loại rượu vang Thăng Long. Hai rượu vang này cũng rất là tốt và cũng vừa túi tiền lắm. Thì chúng ta nên một năm chúng ta cũng nên tiêu xài một ngày thôi thì nó cũng không đáng là bao. Đặc biệt ở hải ngoại đó thì quý vị có thể mua bất cứ loại rượu vang nào quý vị thích. Nhưng mà Mạc Lâm theo Mạc Lâm thì không nên mua loại đắt tiền quý vị. Tại vì khi rượu vang đắt tiền đó là cái hương thơm của nó khi uống vào nó cảm nhận được. Nhưng mà khi nấu qua lửa rồi đó thì cái những hương thơm nó sẽ không còn nữa. Mà nó chỉ còn lại cái vị chát và cái vị thơm nó rất ít. Cho nên nếu mà chúng ta tốn cả trăm đồng một chai rượu vang thì không nên đâu. Mạc Lâm nấu chừng khoảng 10 đồng hay là 7 đồng một chai là đủ rồi. Thì bây giờ còn riêng về thịt á, thì quý vị có thể chọn loại thịt mà Mạc Lâm chọn ở đây là rib eye. Tuy nhiên là cái loại này nó cũng mềm vừa đủ lắm chứ nó không có mềm lắm. Nó không có cứng như là những cái loại khác. Thì cái bò nấu vang của chúng ta thì nấu chừng khoảng 45 phút là xong. Cho nên bây giờ đó Mạc Lâm sẽ từng bước một để mà hướng dẫn quý vị nấu theo từng bước một, cái nào trước cái nào sau. Bây giờ trước tiên là chúng ta áp chảo cái miếng bò này cho nó cháy đều hết các mặt để chúng ta lấy cái cháy của nó để mà là chúng ta làm việc khác. Chúng ta đổ dầu vô ít thôi quý vị. Và việc đầu tiên đó là có hai thứ mà chúng ta cần phải đổ vào để mà áp chảo nó đó là hành tây và hành hương, salad đó và hành tây. Hai thứ này chúng ta bầm đi quý vị. Rồi khi nóng chảo rồi đó quý vị bỏ hành vào trước quý vị. Và salad, hành hương đó. Giờ khi chảo nóng rồi đó, quý vị có thể là bỏ bò vào để mà áp chảo nó cho nó cháy hết các mặt luôn quý vị. Mạc Lâm ngày hôm nay là làm chừng khoảng 1 kg thịt bò đó. Một thịt bò này là 1 kg. Và quý vị chúng ta có hai cái chúng ta có cái loại lá bay leaf này nha quý vị, cái lá mà lá khôi lá thơm đó, chúng ta bỏ vào đây luôn. Chúng ta áp chảo nó, cái mục đích áp chảo là cho bò nó chín hết các mặt. Cái cháy ở trong chảo quý vị đừng có sợ, chúng ta một lát nữa chúng ta sử dụng cái cháy này luôn. Nó là cũng như là cái hình thức mà chúng ta, cái cháy này rất là ngon, nó rất là thơm quý vị. Hồi đó giờ chúng ta sợ nó, nhưng mà thực sự đó, người ngoại quốc đó, khi mà những đầu bếp ngoại quốc người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng dùng cái cháy này cho cái như một cái thứ hương vị trong cái món ăn của họ đó.
Chúng ta phải tái cho nó cháy hết các mặt nha quý vị. Khi quý vị thấy nó cháy hết tất cả các mặt này là được rồi nha quý vị. Bây giờ chúng ta tắt lửa và gấp này ra, gấp cái bò này ra. Cũng cái chảo này bây giờ chúng ta mở lửa lên. Và chúng ta ở đây nó có 250 gram thịt ba rọi đó quý vị. Chúng ta bỏ hết cái thịt này vào. Và nấm đó, nấm búp nha quý vị. Cái nấm này nó quan trọng lắm. Một lát nữa là quý vị rửa sạch xong. Nhưng mà quý vị khi mà mua nấm này đó, quý vị chọn cái loại nó nhỏ, cái củ nhỏ thôi, đừng có lớn quá. Vâng, để cắt cái chân nó xong bắt đầu bỏ vào đây xào luôn. Trong cái món bò nấu vang của chúng ta nó còn có một cái thứ nguyên liệu nữa rất là đặc biệt quý vị, đó là cái củ hành loại nhỏ này mà chúng ta có gọi là burr onion này quý vị. Cái củ hành này nó làm cho nó thơm của cái nồi của chúng ta. Nếu Việt Nam chúng ta không có loại củ hành này đó thì quý vị có thể xài hành tây lớn cắt ra cũng được. Bây giờ chúng ta bỏ củ hành vào chúng ta xào luôn. Chúng ta cũng có cà rốt và khoai tây nhưng mà hai thứ đó chúng ta sẽ không xào. Một lát nữa sau khi mà chúng ta nấu gần chín á thì chúng ta bỏ vô sau cùng quý vị. Bây giờ chúng ta tắt lửa và chúng ta vớt cái hành và những cái này ra để chúng ta bắt đầu bỏ bò vào tiếp. Chúng ta sẽ bỏ bò vào và chúng ta cho một chút rượu vang vào đây để chúng ta chúng ta cho một chút xíu rượu vào để chúng ta tẩy cái chảo quý vị. Tất cả những cái này đó mà một lát nữa nó sẽ gây cái mùi thơm lắm chứ đó. Vâng, bây giờ thì nếu quý vị là sẽ dùng chảo gang hay là chảo nhôm gì cũng làm về được hết á, nó không sao hết á. Vâng, bây giờ chúng ta bỏ bò vào. Đây là cái lúc mà chúng ta bỏ vào đây một với cục bơ này đó thì Mật Lâm nghĩ là chừng khoảng 100 gram. Chúng ta bỏ cái bơ này vào cho nó tan vào đây luôn. Bơ không có muối nha quý vị, bơ lạc nó không có muối nha. Bây giờ chúng ta nêm luôn, cái nêm nếm của nó thì gồm có là bây giờ chúng ta có bột mà loại bột bò đó quý vị, bột knorr đó, thì thay vì gà thì chúng ta có một loại bột bò. Bò là cái loại bột này nếu quý vị có nước beef broth thì bật càng tốt. Nhưng mà cái bột này nó cũng để lâu được cho nên xài cái này rất là tiện. Cái bột này quý vị bỏ vào đây một muỗng cà phê. Chúng ta có 2 muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê muối. Và nửa muỗng cà phê tiêu. Chúng ta bỏ hết vào đây. Bây giờ còn cá, chúng ta bỏ một ít lá thơm nữa đó, bỏ vào đây luôn. Quý vị đảo đều nó lên. Vâng. Và bây giờ là lúc chúng ta đổ rượu vang vào. Rượu vang thì quý vị có ở đây chúng ta có một cái chai là 750 ml. Chúng ta bỏ hết cái chai này rượu vang này vào luôn. Cho nó vừa ngập ngang cái mặt thịt là được quý vị. Đây là nó cũng là ngập ngang mặt thịt rồi.
Bây giờ quý vị chờ cho nó sôi, quý vị hạ lửa còn 50% thôi, tuy nhiên là miếng thứ hai đó, và chúng ta đậy nắp lại, chúng ta nấu trong vòng nửa tiếng đồng hồ nha quý vị. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã nấu được khoảng 20 phút rồi quý vị. Bây giờ là lúc chúng ta bỏ những cái rau củ vào. Đầu tiên là khoai tây. Khoai tây chúng ta bỏ vào. Cà rốt. Cà rốt chúng ta bỏ vào. Nhưng mà cái loại cà rốt mà trang trí này đó thì chúng ta không bỏ vào nha quý vị. Một lát nữa khi mà trước khi bắt xuống chúng ta bỏ vào thôi. Và đồng thời những loại nấm và thịt cũng như là củ hành hồi nãy đó, chúng ta làm nó bỏ vào luôn. Đây là lúc là chúng ta cũng chuẩn bị để cho nó hâm, nấu chừng khoảng 20 phút nữa là xong. Khi tất cả những cái này nó mềm xuống đó là xong quý vị. Vâng, bây giờ thì cái nồi bò nấu vang của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta múc ra tô quý vị. Và một lần nữa Mạc Lâm cũng xin nhắc lại là quý vị có thể nêm nếm lại cho vừa cái khẩu vị của mình. Mặc dù với cách nấu này, với công thức này Mạc Lâm thấy rất vừa ăn. Quý vị có thể thêm một chút ít tiêu hoặc là có thể cho một chút xíu bơ cho nó thơm. Nhưng Mạc Lâm thấy như vậy là đủ. Bây giờ chúng ta múc ra tô nha quý vị.